Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay tôi được nghỉ một ngày ở nhà, tôi sẽ chính thức vào bếp nấu một bữa ăn cho gia đình. Và đây, phụ bếp của tôi đang tên tên tên. Đây, người bạn đồng hành cùng Thuyên Bonnie. Người thích ăn cái này lắm đó nha mọi người. Món khoái khẩu của người á. Cái này mà ăn với là cơm trắng. Trời ơi, cơm nóng á. Nhất nhói cuộc đời luôn. Trời ơi, đủ đâu. Thường thường gia đình Thuyên ăn là phải ăn hai hộp như vậy nè. Thuyên sẽ chọn là salad. Và một món nữa là Thuyên sẽ làm trứng hấp thịt áp chảo Bonnie. Ăn ha. Chuẩn bị cho mình ăn cơm nha. Khâu tiếp theo là Thuyên sẽ khui hộp thịt áp chảo Bonnie. Rất là dễ dàng nha mọi người. Cái gì? Dạ, ẵm con dùm con cái. Đây nè, mẹ ẵm con nha. Chứ ba ẵm là ba mở ra. Chúng con đau sao? Đây, rất là dễ dàng nha mọi người. Hết thủ. Dạ. Mình thủ mà đâu phải mình ngồi chơi đâu bộ. Mình thủ mà đâu phải mình ngồi chơi đâu bộ. Gạo quá. Đó, rất là dễ dàng nha mọi người. Giờ muốn ăn sao nè? Giờ muốn ăn được. Chuyên nghiệp lắm nha. Thiên thích ở đây á là thịt áp chảo Bonnie này á, nó có những cái nạc vân hoa. Nạc vân hoa là sao mọi người biết không? Là giữa có nạc á, nó có những cái vân của mỡ xen kẽ vào nhau. Đó, nhìn hấp dẫn lắm mọi người. Rồi, sắc cái thớ thịt cỡ này là vừa nha mọi người. Một tí nữa bỏ vô cái nồi không dầu á, thì tiên thường thường tiên để là tầm cỡ nó dao động từ 7 phút tới 10 phút. Nhiệt độ của nó là 180 độ. Lấy ra là miếng thịt bao thơm. Cái mỡ trong này nè, nó xèo nghe hấp dẫn lắm. Thơm lắm. Thật sự là chưa bỏ vô mà nghe cái mùi của nó không thật thơm mà. Quá đã luôn. Bếp ơi. Ơi. Nãy tôi dặn là mình lấy cái dĩa bự hơn rồi. Phụ bếp. Cho tôi một dĩa nữa bạn. Nhìn nho giống như vậy bự hơn. Như vậy đi. Thích tự làm tất cả, không cho ai làm đâu mọi người. Có sà bông. Rồi, sà bông đây. Ê, mình tắt nước rồi mình mới rửa sà bông được. Rồi, rửa sao? Ba chỉ sao? Đúng rồi, bên kia nữa. Sà bông bự quá. Chụp. Bên kia nữa. Sao? Bên đây nữa. Sà bông quá. Rồi, vậy nữa. Hay quá ta. Chạy xong chưa? Để ba lấy một miếng khăn giấy lau tay nè. Con biết khuẩn chạy rồi. Con biết khuẩn chạy rồi. Nó tay. Chạy xong rồi nè. Đúng rồi con, chạy trong đó rồi. Chạy trong đó khắp được. Rồi, thôi ba làm bán tiếp nha, đem xuống. Thật ra nồi cơm trắng là Tiên đã nấu nãy giờ lại rồi, cơm nóng. Tiên để sẵn ở ngoài bàn. Hai hộp chưa làm hai lần. Một trăm tám mươi độ nha. Đứng ở đây là nghe mùi thơm thơm hơi hơi rồi đó. Đi đâu mà kéo cái này ra ngưng hửi thử coi thơm không nha. Nãy con rửa tay sạch rồi đúng không? Đúng đi. Nóng nè, nóng không? Nóng. Sao
con. Lạnh hả? Cái gì? Hết sợ rồi. Ngon không? Đó. Tôi nói rồi, đây là món khoái khẩu của bà Ngư mà. Phải lắm, phải lắm. Ngon quá. Ăn trước cái mẹ hả? Dạ. Cho mẹ một cái hả? Ngon quá. Mọi người thấy không? Hấp dẫn không? Yeah. Trời ơi, nó xèo. Trời thích à, đứa kia thèm lắm á, thèm, nóng, cái này là nóng thiệt nha con. Cái này là nóng nha. Thơm lắm đúng không? Rồi bây giờ ba gấp ra rồi cái mình ăn như là cơm trắng, cơm nóng. Từ khi mà tôi biết tới cái món thịt bonny này á, việc cho mọi người ăn rất là đơn giản, nhẹ nhàng. Chế biến món chính là thịt hấp chảo bonny, ăn nghĩa là cơm trắng mà cơm nóng á. Tôi đã làm xong rồi, đây mọi thứ đã xong rồi thì dư ra một vài lát thịt tiên dùng để chọn salad. Cái vị nha, cái vị trong này đã có sẵn rồi, nêm nếm sẵn rồi, rất là vừa ăn, bởi vì chúng ta không cần phải thêm vị gia vị gì nhiều nữa. Cái này là phụ bếp của Tiên lúc nãy là đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ rồi. Tôi biết làm hết luôn. À, quên giới thiệu mọi người. Trong đây là gồm có kiwi nè, có dưa leo nè, có táo nè, có thơm và salad. Thấy không? Hấp dẫn không? Một bữa ăn của gia đình Tiên thường thường là chỉ hai hộp bonny như vậy là đủ rồi. Món này là món trứng hấp. Tiên sẽ lấy hai trứng gà ta. À, cái này thì bé Hân cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Tôm, nấm đông cô. Ủa, nấm hương chứ. Có ăn được nữa. Ngư ơi, bà cho miếng tôm nè Ngư. Rồi, đi chơi đi. Lạnh. Thường thường hấp và hấp bằng cái này nè. Xíu lúc nãy mọi người thấy nó xèo là có vị mỡ, cái mỡ đó, nó tươm ra nhức nhói. Sao không chơi nào mình ăn rồi mình chơi chứ mình chơi mình để lên đây đi là sao đó chờ
để đây rồi ăn đi ăn trả cho chút xác. Đơn giản như thế đó, một tí nữa sẽ cho ăn thêm trứng hấp nữa. Trong này là gia vị đã có sẵn hết rồi. Mẹ ơi, ba ơi, con nắm bây giờ rồi. Con nắm chưa, ngon không? Con đủ sức khỏe chưa? Rồi, chờ ba một tí nữa nha. Con nuốt hết chưa? Há miệng ra coi. Rồi, há miệng ra. À, bye, tập, ăn đi, con có sức khỏe. Mẹ là mấy tay trên cao. Thiệt luôn nhiều trò. Mỗi lần gia đình ăn cơm là phải vậy, không có đủ thứ trò chơi. Đây đụng một cơm bá lên không được đụng. Thả miếng ra. Cho con ăn đi. Đây. Rồi hết luôn. Một miếng là hết luôn. Cái màu của thịt trộn với là salad nhìn hấp dẫn giả man luôn á. Đây là của Hân U U. Nguyên cái dĩa này là của Quách Ngọc Tuyền. Đó. Ăn thôi. Mời bà con ngồi cả nhà nha. Mỗi lần mình đi làm về hay gì đó, chỉ cần vô bếp tí xíu, tốn một khoảng thời gian ngắn thôi là có một bữa cơm cho gia đình là đầy đủ luôn. Tiền ăn này hào lắm luôn á. Ăn hết nửa miếng của ta. Nói chung thịt áp chảo bên đây này 10 điểm. Hấp dẫn quá. Đây, cứ làm ăn á. Ăn xong mạnh mẽ lên làm siêu anh hùng nha. À, siêu anh hùng đâu? Yeah. Mọi người dùng thử qua thịt áp chảo bên đây đi, thật sự rất là ngon. Vị vừa ăn, chế biến nhanh gọn lẹ, đầy chất dinh dưỡng ở trong này. Yeah.